Trận chung kết bắt đầu. Đội huyện Nghi Xuân là đội phạt bóng trước. Đức Thọ bước vào vòng chung kết, bước vào vòng chung kết với tư cách bảng C, bao gồm các là đội chủ nhà vào trận thắng trước đội Đức Phòng tỉnh để giành chức vô địch. Thank you.
giành chiến thắng ở set đấu này. Đội Nghi Xuân là đội phát bóng trước. Của nhà thi đấu đã được lấp kín. Điều này thể hiện tình yêu của người tốt của các cầu thủ Huyện Đức Thọ.